chúng ta sẽ bắt đầu được đổi vào tiếp của đợt đây một số năm 2022. Phải lưu ý, ta không di chuyển. Chúng ta kiểu mà treo gặp khu vực thi đấu. Ở giờ chỗ ngồi là chúng ta sẽ bắt đầu trong vòng 5 phút nữa. Chuyển một vòng đi, tập đi. Ok, nè. Không phải, con chạy cho nó quen cái sân cái đã, chạy qua chạy lại, cho quen.